quan phái cổ điển sang trung phái hiện đại. Biến sự ra, rất nhiều cầu thủ ở các vị trí khác nhau cũng đã thay đổi phong cách. Người mang bật danh hát bài gì hát, bất cứ bài gì mà hát lên là ta thấy mẹ trong đó. Vì tôi không được hát những bài hát nói về mẹ. Không hát bất cứ bài nào, miễn hát lên cái là ta thấy mẹ trong đó. Vậy mới có. Tôi hát đây à. Anh đề nghị mà hát đi. Bài nào tôi hát đầu tiên trước chứ là ông thấy mẹ đi. Hát bài nào hát nha. Để đứng lên trường. Chà mẹ chà đẹp. Không. Rồi chà luôn. Em thấy cô má đo môi hồng. Đó, mẹ thấy mẹ chứ. Đấy. Đấy, tôi nói cô mẹ thấy cô mà nghe. Huấn luyện viên Jose Mourinho đã từng nói rằng nếu muốn chiến thắng, bạn đừng để bị thủng lưới trước đã. Như để nâng cao hơn vai trò của lối chơi phòng ngự nói chung và hàng phòng ngự nói riêng. Thật vậy, trong bóng đá, hàng phòng ngự luôn đóng vai trò tối quan trọng cho thành công của các đội bóng. Đối với Borussia Dortmund cũng không ngoại lệ. Những năm hoàng kim 1990, họ giành 2 chiếc đĩa bạc Bundesliga liên tiếp, cùng đỉnh cao là chức vô địch C1 năm 1997. Nhờ sự đóng góp rất lớn của hàng phòng ngự, mà ở đó, những cái tên chiến thuật đã đi vào huyền thoại như Matthias Sammer, Jürgen Kohler hay Stefan Reuter. Gần đây nhất, dưới sự dẫn dắt của Jürgen Klopp, Dortmund cũng làm cả châu Âu phải để mắt tới với cú đúp chức vô địch Đức mùa giải 2010-2011 và 2011-2012. Đi kèm là vô số những chiến thắng vang danh trước những đối thủ sừng sỏ của châu Âu tại Champions League. Giờ quá nè. Chào mừng quý vị đến với tạp chí trước vòng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ca Cộng Sport. Cuối tuần này, chuyến làm khách của Manchester United đến sân của Chelsea vào lúc 23:30 ngày Chủ nhật chính là tâm điểm vòng 13 ngoại hạng Anh. Đội chủ nhà The Blues vẫn đang thể hiện phong độ hết sức ấn tượng. Đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel đang nổi lên là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch ở mùa giải năm nay. Đến lúc này, Chelsea đang dẫn đầu trên bảng xếp hạng với 29 điểm. Bên kia chiến tuyến, Manchester United ở vị trí thứ 8 với 17 điểm. Nhưng Quỷ Đỏ đang có những bước chuyển mình khá tích cực sau khi chia tay huấn luyện viên Ole Solskjaer. Bước vào trận đấu này, Chelsea muốn thắng để xây chắc ngôi đầu, trong khi Manchester United cũng muốn giành trọn vẹn 3 điểm để tiếp tục công cuộc phục hưng đội bóng. Và ngay bây giờ, hãy cùng với Ca Cộng Sport chọn ra 11 cầu thủ tiêu biểu kết hợp giữa Chelsea và MU để thành lập đội hình 4-3-3 chất lượng nhằm hâm nóng cho trận Super Sunday sắp sửa diễn ra. Thủ môn Edouard Mendy. David De Gea vừa có pha cản phá penalty thành công trong trận gặp Watford. Dù vậy thì ở vị trí người gác nền, thật khó để thủ môn người Tây Ban Nha có thể cạnh tranh được với Edouard Mendy. Thủ thành của Chelsea đã chơi rất hay kể từ đầu mùa. Anh đã góp công lớn giúp The Blues thủng lưới ít nhất cho đến thời điểm này với chỉ 4 bàn thua. Những thống kê chỉ ra rằng Mendy đang có tỷ lệ cứu thua cao nhất ngoài hàng Anh mùa này với khả năng cản phá lên tới 93,8%. Nhìn vào những pha cứu thua của thủ thành người Senegal trong các trận đấu gặp Brentford hay Aston Villa mới thấy được tài năng và tầm quan trọng của anh. Huấn luyện viên Thomas Tuchel của Chelsea đã rất nhiều lần lên tiếng ca ngợi Edouard Mendy và nhiều chuyên gia cũng đã nhận định thủ môn của đội bóng thủ đô London xứng đáng nằm trong top 3 người gác nền xuất sắc nhất hiện nay. Với những gì mà Mendy đã thể hiện, rất ít người phản bác những đánh giá này. Hậu vệ phải Reece James. Chẳng phải chỉ riêng đội hình kết hợp giữa Chelsea và Manchester United mà nếu như chọn ra đội hình xuất sắc nhất ngoại hạng Anh sau 12 vòng, vị trí hậu vệ phải xứng đáng thuộc về Reece James. Hoặc chí hậu vệ của The Blues cũng sẽ cạnh tranh sòng phẳng được với Arnold của Liverpool. Reece James ở mùa này như một phiên bản nâng cấp hơn hẳn so với những mùa giải trước. Hậu vệ cánh người Anh chắc chắn trong phòng ngự và xuất sắc khi lên tham gia tấn công. Chẳng phải những ngôi sao tấn công như Lukaku, Werner hay Mason Mount mà Reece James mới là người ghi nhiều bàn nhất cho Chelsea tại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù kể từ đầu mùa với 4 bàn thắng. Nếu tính trên tất cả mọi đấu trường, hậu vệ cánh này đã đóng góp cho Chelsea 5 pha lập công và 5 kiến tạo. Với Reece James trong đội hình, đội bóng thủ đô có thêm một phương án tạo nên sự đột biến hết sức hữu hiệu. Bộ đôi trung vệ Thiago Silva và Antonio Rudiger. Dù Chelsea thường xuyên chơi với 3 trung vệ, nhưng nếu như chọn ra 2 vị trí trung tâm trong sơ đồ 4 hậu vệ, thì cả Thiago Silva và Antonio Rudiger đều xứng đáng góp mặt. Điều này bắt nguồn từ 2 nguyên nhân.
Thứ nhất là do những trung vệ của Manchester United như Harry Maguire, Eric Bailly hay Victor Lindelof chơi quá tệ, thường xuyên mắc sai lầm dẫn đến những bàn thua của Quỷ Đỏ. Thứ hai là đến từ việc chuyên môn của Thiago Silva và Antonio Rudiger quá tốt. Ở độ tuổi 37, Thiago Silva vẫn chơi như ở thời kỳ đỉnh cao. Kinh nghiệm và bản lĩnh dày dặn giúp trung vệ người Brazil có thể đọc được những tình huống nhanh nhạy để can thiệp chuẩn xác. Phẩm chất đó giúp cho Silva không mất quá nhiều sức nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao nhất. Trong khi đó, Rudiger lại cho thấy sự mạnh mẽ, không ngại tranh chấp hay va chạm. Rất nhiều những tiền đạo tại ngoại hạng Anh luôn tỏ ra e ngại khi đối mặt với trung vệ người Đức. Ngoài ra, Rudiger cũng cho thấy khả năng hỗ trợ tấn công hiệu quả khi đã đóng góp 2 bàn cho Chelsea mùa này. Hậu vệ trái Marcos Alonso. Nếu như Benchimel không gặp chấn thương thì vị trí này chắc chắn thuộc về cầu thủ người Anh. Nhưng đáng tiếc trong chiến thắng 4-0 của Chelsea trước Juventus, Benchimel đã gặp chấn thương khá nặng. Theo những dự đoán ban đầu, đội ngũ bác sĩ của The Blues cho biết cầu thủ này bị tổn thương dây chằng chéo trước và nhiều khả năng sẽ phải nghỉ thi đấu dài hạn. Chính vì thế, người Án ngữ ngoài hành lang cánh trái xứng đáng nhất trong những lựa chọn còn lại không ai khác ngoài Marcos Alonso. Nếu so với những lúc Shaw hay Telles bên phía Manchester United, hậu vệ người Tây Ban Nha vẫn chơi xuất sắc hơn nhiều. Việc Marcos Alonso góp mặt trong đội hình này giúp Chelsea nắm giữ cả năm vị trí trọng yếu nơi hàng thủ trong đội hình kết hợp với Manchester United. Tiền vệ phòng ngự N'Golo Kanté tiếp tục là một cầu thủ nữa của Chelsea. Ở vị trí tiền vệ đánh chặn, không ai xứng đáng hơn ngoài cầu thủ người Pháp. Người ta vẫn dùng câu nói quen thuộc 71% diện tích trái đất là nước, 21% còn lại là Kanté để mô tả tầm hoạt động không biết mệt mỏi của anh. Như một động cơ vĩnh cửu, Kanté luôn di chuyển và di chuyển. Anh luôn có mặt ở những điểm nóng trên sân để giúp cho Chelsea kiểm soát được thế trận. Ngoài ra, ở vòng đấu gần nhất, Kanté cũng cho thấy anh không chỉ biết tranh chấp, đánh chặn mà còn biết ghi bàn. Pha lập công vào lưới Leicester City cho người hâm mộ một góc nhìn khác thú vị hơn về tài năng của cầu thủ người Pháp này. Tiền vệ trung tâm Bruno Fernandes, cầu thủ đầu tiên của Manchester United xuất hiện trong đội hình kết hợp chính là nhạc trưởng của Quỷ Đỏ Fernandes. Chẳng cần phải nói nhiều về tài năng của Bruno mỗi khi chúng ta trông thấy những pha xử lý hết sức ấn tượng vào mỗi cuối tuần của anh. Cũng như mùa giải năm ngoái, tầm ảnh hưởng của Bruno lên Manchester United ở mùa giải này vẫn hết sức rõ rệt. Dù lối chơi hay thành tích của Quỷ Đỏ không tốt, nhưng về mặt cá nhân, Bruno vẫn cho thấy được đẳng cấp của một tiền vệ hàng đầu thế giới. Tất cả những kỹ năng như khống chế bóng, đi bóng, chuyền bóng hay dứt điểm, cầu thủ người Bồ Đào Nha đều làm rất tốt. Những con số cho thấy tầm ảnh hưởng của Bruno hết sức rõ rệt. Kể từ đầu mùa,
tiền vệ trung tâm do bị đổ. Vị trí còn lại ở hàng tiền vệ ba người. Đây. Italia chủ yếu nhận bóng từ đồng đội bên phần sân nhà. Với khả năng thoát pressing tốt, anh có thể điều chỉnh quả bóng một cách hợp lý nhất trước khi chuyển cho những mắt xích bên cạnh để tiếp tục phát triển đợt tấn công về phía trước. Có Jorginho trong đội hình, đội bóng có thể chơi nhanh hay chậm tùy thích. Để nói về Jorginho, có thể dùng cụm từ người đạo diễn trận đấu để mô tả về anh. Vị trí tiền đạo trái, Marcus Rashford. Mắt xích đầu tiên trên hàng tấn công, xứng đáng thuộc về Rashford của Quỷ Đỏ. Trở lại sau chấn thương, tiền đạo người Anh đã chơi hết sức ấn tượng. Cầu thủ mang áo số 10 này đã đóng góp 3 bàn thắng sau 8 trận trên tất cả mọi đấu trường. Đó là một thống kê tương đối ấn tượng. Với một người đã mất khá nhiều thời gian trên giường bệnh trước khi quay trở lại sân cỏ. Với Rashford, anh có tốc độ tốt cùng với kỹ năng dứt điểm khá chắc chắn. Nếu như đối thủ để cho cầu thủ này khoảng trống, rất có thể họ sẽ phải ôm hận. Vị trí tiền đạo phải, Jadon Sancho. Nếu như những vị trí trước đều có thể dễ dàng lựa chọn, thì vị trí tiền đạo phải khó quyết định hơn nhiều. Cả Chelsea và Manchester United đều có rất nhiều những cái tên có thể đảm nhận được vị trí này. Nhưng ở thời điểm hiện tại, tất cả đều không có phong độ tốt. Sau một hồi cân đong, đo đếm, chúng tôi quyết định lựa chọn Jadon Sancho. Đây là một phương án có phần muốn ghi nhận những nỗ lực của Jadon Sancho trong quãng thời gian qua. Để rồi anh đã có bàn thắng đầu tiên cho Quỷ Đỏ vào lưới Villarreal tại Chelsea.